chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục tin nóng hàng ngày. Trần Thành lên tiếng thán phục bà Tân Vlog đã vượt cả tôi và Trường Giang. Lần đầu tiên bà được bay vào Sài Gòn gặp Trần Thành, Trường Giang, bà vui lắm. Bà Tân Vlog chia sẻ. Tối ngày 23 tháng 6, tập 6 chương trình Người Bí ẩn lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và bất ngờ. Mở đầu chương trình Trường Giang tiết lộ, Trần Thành và Việt Hương không muốn làm nghệ sĩ hài nữa, họ muốn làm ca sĩ và đi hát. Tuy nhiên khi Trần Thành vừa hát xong, Ngọc Sơn và Ngọc Tuyên xuất hiện. Ngọc Sơn nghe đề nghị của Trường Giang hát lại bài tình cha với chất giọng mùi mẫn, nội lực khiến Trần Thành phải bái phục. Trong khi đó Ngọc Huyền lại phiêu những câu vọng cổ đầy kỹ thuật với làn hơi bài hát bất tận. Được biết, Ngọc Huyền mới về Việt Nam được một thời gian nên ít khi hát trên game show truyền hình như vậy. Tiếp đó, Ngọc Huyền chia sẻ thêm ít điều về mối quan hệ giữa mình và Ngọc Sơn. Cô nói, Ngọc Sơn và tôi có mối giao tình khá thân suốt ba mươi mấy năm qua, bởi vậy anh em tôi sẽ hợp tác chặt chẽ. Chúng tôi đúng là cặp đôi, song Ngọc như Trường Giang vừa giới thiệu. Ấn tượng nhất chương trình tuần này là sự xuất hiện của bà Tân Vlog, nhân vật đang làm mưa làm gió, mạng xã hội suốt thời gian qua với loạt clip triệu view và hơn 2 triệu lượt sắp. Ngọc Sơn vừa nhìn thấy bà Tân đã chạy tới ôm chầm lấy bà và nói, cho cháu lên bắt tay bà Tân một cái để tỏ lòng ngưỡng mộ. Trần Thành thì thừa nhận, kênh của bà Tân cao hơn cả kênh của tôi với Trường Giang, đạt tới hơn 2 triệu sắp, dễ sợ lắm, chỉ có làm đồ ăn thôi đấy, bà Tân đã vượt cả tôi và Trường Giang. Anh còn tỏ ra bất ngờ, bà ơi, mới hôm qua, cháu mới được biết tới bà, cháu nghe nói bà nổi tiếng trên mạng bởi những món siêu cay, siêu khổng lồ. Vốn tính thật thà, bà Tân Vlog vẫn giữ cách xưng hồ, bà cháu như trong clip. Vừa nhìn thấy Trấn Thành, bà thốt lên. Lần đầu tiên bà được bay vào Sài Gòn gặp Trấn Thành, Trường Giang, bà vui lắm. Khi được Trấn Thành hỏi về quá trình làm các clip Vlog, bà Tân trả lời thành thật. Bà có ý tưởng làm clip với những món siêu cay, siêu khổng lồ từ lúc con trai bà là Hưng Vlog, mời vào làm clip của nó. Làm xong bà đi ra đường, hay đi làm, thấy bà con cô bác trêu quá, bà thấy vui nên về bảo con trai, hai con lập cho mẹ kênh riêng, mẹ thấy vui lắm. Bà vẫn làm ruộng làm rau đi phu hồ nên vẫn có tiền làm clip, kinh phí làm clip của bà từ làm ruộng phu hồ mà có. Bà Tân cũng chia sẻ bà không có ý định đóng phim hay làm gì khác. Bà làm vì vui thôi, làm xong lại chia cho mọi người trong xóm. Bà không định đóng phim hay tham gia showbiz vì bà đi đóng phim thì ai mà xem. Trên sân khấu chương trình, bà Tân mang đến những món siêu cay, siêu khổng lồ do chính mình tự làm để mời mọi người. Bà Nông Hậu nói, Hôm nay bà được các cháu nghệ sĩ mời ra đây nên có làm một đĩa xúc xích khổng lồ mời các cháu ăn. Bà Tân cũng dắt theo con trai mình là Hưng Vlog lên sân khấu, đây chỉ là người giúp bà nổi tiếng như ngày hôm nay. Bà Tân Vlog rơi nước mắt trên sóng truyền hình khi nhắc về quá khứ. Năm 2019 đã chứng kiến sự nổi tiếng bất ngờ của bà Tân Vlog, một bà già làm nông chân chất hiện đành với những clip cùng chân chất không kém. Gồm chính sự nổi tiếng này đã tạo ra nhiều cuộc tranh cãi kết dài. Có người ủng hộ cách làm của bà Tân cho rằng đây là một thuốc vui nhàn rỗi khi về già của nông dân, không gây hại tới ai. Nhưng cũng có những người cho rằng bà Tân là đại diện của một trò lưu xây dựng nội dung dễ dãi, xoay xoa của mạng xã hội. Chính những vlog như của bà Tân sẽ khiến cho các vlog có đầu tư hơn về chiều sâu bị tiệt thời. Bỏ qua các tranh cãi mới đây, cư dân mạng đã có dịp hiểu hơn về cuộc đời của bà Tân qua một đoạn trích clip ngắn khoảng hơn một phút được cắt ra từ một thoát show mà bà Tân vừa tham gia trên VTV. Trong đoạn clip đáng chú ý nhất là khoảnh khắc bà Tân rơi nước mắt khi kể về thời điểm bà chăm chồng bị ung thư. Với chất giọng chất phát cùng bộ đồ quen thuộc, bà Tân cho biết chồng bà bị ung thư phải nằm điều trị hơn 57 ngày ở viện K1 Hà Nội. Lúc ấy hoàn cảnh của bà rất khó khăn, lại đang đua con đi học, chính là Hương Flot. Nhắc tới đây, bà hẹn ngào rơi nước mắt. Dù được nhiều nhà từ thiện giúp đỡ, cũng như anh chị em cô chú trong họ hàng quyên góp tiền, nhưng cuối cùng chồng bà cũng không chiến thắng được bệnh ung thư. Chồng mất, bà bứt, Bà bắt đầu làm việc nhiều hơn để trả nợ, vì lúc nằm viện, nhà ông không có bảo hiểm. Dù nhắc lại quá khứ cơ cực nhưng bà Tân phải thể hiện thái độ lạc quan bằng câu nói. Đến giờ này thì lại thấy vui. Bà còn nhắn nhủ với mọi người là Các cháu ơi, cuộc sống khó khăn, các cháu cố gắng vượt qua, hạnh phúc sẽ mỉm cười với các cháu. Chỉ là một đoạn trích ngắn nhưng clip đã thu hút rất đông lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Có thể nói dù gây ồn ào nhưng sự chất phát và thực thà của bà Tân đã khiến cho nhiều người có tình cảm. Mai Hạ nói lúc nào bà cũng nghiêng đầu sang một bên, người thì nhỏ bé nhìn đánh thương. Người ta cứ bảo con cái lôi bà ra làm trò đùa Nhưng cháu tới như thế này Còn hơn là bà đi làm đồng vất vả Mà bà còn vui, già dạ rồi Điều quan trọng là niềm vui Chúc bà luôn vui vẻ hạnh phúc Tân Lê nói, đằng sau những clip vui vẻ là cả một quá trình vượt lên đầy nghị lực đấy nhé. Vì vậy, nên các bác nào mà trót không thích bà Tân thì cũng chỉ ngừng xem hủy đăng ký thôi nhé. Đừng khẩu nghiệp, thương bà thực sự. Bà Tân Vlog đăng ảnh lần đầu được đi máy bay, nói một câu gây bảo mạng chia sẻ ảnh mới lên Instagram, bà Tân lập tức gây sốt với cách diễn đạt độc đáo. Sau một tháng qua, tên tuổi của người phụ nữ Bắc Giang cao 1m1, nặng 32kg, được cộng đồng mạng ở Việt Nam và cả thế giới biết đến qua kênh youtube có tên là Bà Tân Vlog. Với những video nấu ăn dân giả theo phong cách siêu to khổng lồ, người phụ nữ nông thôn chất phát bỗng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Cách đây không lâu, bà đã có tài khoản Instagram cá nhân và thường xuyên cập nhật những thông tin và hình ảnh đời thường mới nhất, phục vụ các fan đa số là giới trẻ. Bữa đây bà Tân chia sẻ bức ảnh cùng con trai Sophie cùng với tâm sự lần đầu tiên đi du lịch bằng máy bay đầy bất ngờ. Mệt nhưng bà vui, cảm xúc lần đầu tiên trong cuộc đời cũng thấy bình thường các cháu nhé. Đọc xong dòng chú thích ảnh này, đa số dân mạng đều phải bật cười và thắc mắc về cảm xúc vui bình thường mà bà Tân diễn đạt. Nhiều người đưa ra diễn giải, có lẽ đây là lần đầu tiên đi máy bay nên bà Tân lúng túng chưa diễn đạt, chỉnh chua câu văn. Đặc biệt, cách nói chuyện gần của dung dị chuẩn văn nói người nhà quê của bà Tân được các bạn trẻ hết lời khen ngợi và bày tỏ sự thích thú. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng này đã hút 3.000 lượt thích và câu nói mới của bà Tân cũng trở thành trend mới của các bạn trẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, dân mạng cũng tỏ ra tò mò về chuyến đi này của bà Tân. Sau ảnh chia sẻ cùng với Trấn Thành cách đây vài ngày, mọi người đều phỏng đoán đây tiếp tục là một chuyến đi quay hình cho một chương trình mới của bà Tân Vlog. Kênh youtube của bà Tân Vlog xuất hiện trên YouTube từ ngày 7 tháng 2 và chính thức đăng tải video đầu tiên vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Thu hút được lượng người xem lớn, sở dĩ bà Tân phải đợi đến thời điểm này mới chính thức được mở chế độ kiếm tiền trên YouTube vì phải chờ đợi phê duyệt đăng ký tham gia YouTube Partner Program. Đến ngày 24 tháng 5, kênh của bà Tân đã đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Theo đó, kênh của bà Tân Vlog đã đạt được đúc vàng YouTube chỉ sau khoảng thời gian khoảng 20 ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, kênh bà Tân Vlog đã đạt được 2,1 triệu lượt người theo dõi, một con số cực kỳ ấn tượng. Mới đây, nhiều người dùng YouTube đã thấy kênh của bà Tân được dàn quảng cáo, đồng nghĩa với việc chính thức được bật chế độ kiếm tiền. Dựa trên những thống kê hiện tại, những YouTuber sành sỏi nhận định, một tháng bà Tân có thể kiếm được số tiền lên đến 15.000 đến 17.000 đô la Mỹ, khoảng 250 đến 390 triệu. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, còn con số chính xác mà bà Tân nhận được là bao nhiêu thì vẫn chưa được tiết lộ. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, chương trình truyền hình thực tế Người phụ nữ hạnh phúc của Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục cho bà Nguyễn Thị Tân kênh YouTube Bà Tân Vlog là người phụ nữ nông dân nhận được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất Việt Nam. Không chỉ là hiện tượng mạng ở Việt Nam, kênh Bà Tân Vlog còn lọt top 3 kênh YouTube có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ theo thống kê của Social Black, trang số liệu thống kê mạng xã hội uy tín hàng đầu thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.